Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, dự kiến mùng 7, mùng 8 tháng 7, tương tự năm 2020. Các bài thi sẽ được giữ nguyên với 3 bài độc lập, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là lớp 12. Ngay từ đầu năm học đã có cái kế hoạch nhằm khắc phục cái khó khăn của dịch bệnh, thiên tai, lụt lội để cho tất cả các em học sinh trường trung học phổ thông Hướng Hóa, đặc biệt là học sinh khối 12 hoàn thành chương trình học, đồng thời tiến hành ôn tập ngay từ đầu năm học để đảm bảo hầu hết các em là đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và đổ vào các trường đại học cao đẳng. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 còn bổ sung đối tượng bị đình chỉ thi. Ngoài ra, quy chế thi năm nay cũng có một số điều chỉnh nhằm tăng cường tính giám sát, đảm bảo nghiêm túc, khách quan. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng đã triển khai tập huấn về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, nghiệp vụ coi thi, chấm thi. Đối với thí sinh thì có một cái nội dung thay đổi mà thí sinh bắt buộc phải thực hiện. Đó là cái việc lấy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đăng ký vào và tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Vấn đề này thì thí sinh sẽ được quyền đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến và chỉ thực hiện một trong hai hình thức và nó thể hiện ở phiếu đăng ký dự thi. Mặc dù kỳ thi sẽ giao cho địa phương chủ trì ở tất cả các khâu, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, thực hiện quy chế trước, trong và sau kỳ thi diễn ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các giải pháp xử lý trong trường hợp đặc biệt như bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh và tình huống bất thường khác. Năm nay, Bộ cũng sẽ tiếp tục đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm trung bình cả năm lớp 12 của học sinh như năm ngoái.